Ba đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang ạ. Xin mời đầu cầu ở Bắc Quang, Hà Giang ạ. Vâng, em xin kính chào các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp. Em xin phép được trình bày bệnh án hội chẩn. Bệnh nhân nữ 46 tuổi, nghề nghiệp nông dân, địa chỉ Bắc Quang, Hà Giang. Ngày vào viện là ngày mùng 5 tháng 8 2023. Lý do vào viện là bệnh nhân này đau hỗ trợ phải và tình cờ chụp X quang ngực thì phát hiện là u phổi. Tiền sử thì bản thân thì khỏe mạnh, tiền sử gia đình thì có chồng hút thuốc lá. Thì bệnh nhân nhập viện với tình trạng là đau bụng hỗ trợ phải và được chẩn đoán là viêm ruột thừa, đã phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi. Trong quá trình làm xét nghiệm thì chụp X quang ngực thì phát hiện u phổi. Thì khám thì tình trạng bệnh nhân thì cái thời điểm làm bệnh án hội chẩn ngày 8 tháng 8 ấy thì bệnh nhân tỉnh, và sau hậu phẫu mổ nội soi ruột thừa ngày thứ hai bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không khó thở, không không đau bụng, bụng mềm, vết mổ khô, tim nhịp đều và phổi hai bên thì thông khí được và không có gian. Các cái cận lâm sàng thì em đã đẩy lên hệ thống ạ. Chẩn đoán bệnh nhân là hậu phẫu viêm theo dõi u phổi trên bệnh nhân hậu phẫu viêm ruột thừa ngày thứ hai ạ. Thì em xin phép được hội chẩn thầy cô là cái hướng xử trí tiếp theo cho bệnh nhân. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn đầu cầu của Bắc Quang, Hà Giang. Điểm mở đầu thì tôi xin mời tiến sĩ Linh sẽ phân tích các hình ảnh trên bệnh nhân này ạ. Dạ vâng, báo cáo cô Nga. Đầu tiên thì em xin phép được phân tích cái phim X quang phổi trước. Thì trên cái phim X quang phổi các bạn ấy chụp lại trên slide này thì chúng ta có thể thấy là ở vị trí ngang mức thủy dưới của phổi bên phải thì có hình ảnh có cái khối mờ mà dạng hình hang. Kích thước thì cũng tương đối to, khoảng độ tầm 4 cm. Thế và cái đặc điểm của cái khối hình hang này thì chúng ta thấy là lòng trong thì khá nhẵn, thành thì tương đối dày và dày không đều. Xung quanh của tổn thương hình hang này thì không có các cái tổn thương của nhu mô kèm theo. Thế thì với cái này, hình hang này thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt giữa một cái chuyện đây là cái áp xe hay đây là một cái u phổi hoại tử. Thế thì dựa vào cái dấu hiệu mà vừa mới phân tích, thứ nhất là lòng bên trong tương đối nhẵn nhưng thành thì lại dày không đều, và đặc biệt là nhu mô phổi bên trong ngoài bên xung quanh gần như là coi như là bình thường, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến đây là một cái tổn thương u phổi hoại tử. Còn nếu mà nó là áp xe thì nhu mô phổi xung quanh thường nó cũng có các phản vương viêm kèm theo. Tiếp đó thì chúng ta sẽ xem trên phim cắt lớp vi tính của bệnh nhân. Trên cắt lớp vi tính của bệnh nhân thì tổn thương trực tiếp cái khối mờ mà vừa mới phân tích trên phim X quang thì hình ảnh cũng tương tự như những gì chúng ta vừa mới phân tích thôi. Đấy, tuy nhiên thì ở đây thì vị trí tổn thương nó không phải là ở thùy dưới mà nó ở thùy giữa. Thì các bạn biết là cái phần dưới này của phổi thì nó sẽ trùng lấp giữa phần thùy giữa và thùy dưới, chúng ta không có khả năng phân biệt được. Nếu tổn thương nó không tiếp xúc trực tiếp với tim thì chúng ta cũng không đánh giá được đây thuộc thùy giữa hay thùy dưới. Còn cái này trên cắt lớp thì đây là một cái tổn thương điển hình nằm ở thùy giữa của phổi bên phải. Đấy, chúng ta ở trên các cái cửa sổ trung thất và sau khi tiêm thì chúng ta cũng thấy tương tự có cái tổn thương khối tổ chức, nó là dạng đặc và nó có bắt thuốc sau tiêm. Cái này thì tôi không đo lại nữa, nhưng cái phần tổ chức đặc này có bắt thuốc sau tiêm. Đấy, nhưng ngoài ra thì ở cửa sổ trung thất thì chúng ta thấy là bệnh nhân này có khá nhiều những cái hạch rất là lớn. Ví dụ ngay ở đây là có hạch ở vị trí dưới trạc ba khí phế quản, kích thước lên đến 16-28mm. Đấy, đi lên trên chúng ta có thấy rất nhiều hạch trung thất nằm ở trước khí quản. Đấy, cả dọc theo trung thất trước đi lên đến trên. Những hạch này kích thước cũng rất là to, đường kính ngang lên tới 2 cm. Đấy, chúng ta lên trên nữa thì thậm chí ở chỗ nền cổ chúng ta cũng thấy, nền cổ vị trí hố thượng đòn bên phải chúng ta cũng thấy có một cái hạch cũng là khá lớn, kích thước khoảng hơn 11-12 x 16. Thế ngoài ra thì ở bệnh nhân này cũng tương đối đặc, hạch hố nách bên phải và bên trái cũng có hạch. Thì các hạch ở hố nách này thì một số hạch thì còn xoang hạch,
nhưng một số hạch cũng không còn rõ sang hạch lắm. Và về số lượng thì đây là rõ ràng là, và kích thước thì đây nó nhiều hơn so với người bình thường, khá là nhiều. Đấy, ngoài ra thì ở bệnh nhân này thì nếu chúng ta mở cửa sổ xương chúng ta xem thì cũng không thấy có các cái tổn thương xương phối hợp kèm theo. Thế thì ở bệnh nhân như vậy thì chúng ta có thể thấy là một bệnh nhân có khối ở phổi, nghĩ nhiều đến u, tiếp đó lại có rất nhiều các cái hạch lớn ở trung thất, ở thượng đòn bên phải và hố nách bên hai bên. Thì cái đầu tiên và chắc là tôi cũng chỉ đặt mỗi cái chuẩn đoán này ra thôi, đấy là cái tổn thương ung thư của phổi và di căn hạch ở nhiều vị trí. Và có những cái hạch thì nó khá ngoại vi, khá dễ tiếp cận để nếu chúng ta có cần để chúng ta làm giải phẫu bệnh. Xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Linh. Xin hỏi tiến sĩ Linh là khi mà phân biệt cái tổn thương ở phổi rồi các cái tổn thương hạch như vậy thì với cái tổn thương ở lao ấy thì nó có khác hoàn toàn cái tổn thương mà mình vừa phân tích hay không ạ? Vâng, báo cáo cô Nga, ở đây thì như đã nói rồi, trên phim X quang là chúng ta phải phân biệt giữa một cái u hoại tử, một cái áp xe hoại tử, và trong áp xe thì có thể là những cái hang lao. Đấy, chúng ta cũng có thể tạm xếp vào cái nhóm đấy cũng được. Hoặc là ngoài ra nữa thì hiếm hơn thì có thể là những cái tổn thương như là giãn phế quản mà dạng túi, xong rồi nó cũng tạo thành mức dịch, vân vân. Tuy nhiên thì ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy là tổn thương nhu mô ở xung quanh hoàn toàn bình thường. Thì nếu mà lao mà tạo ra các cái hang lao thì tổn thương nhu mô xung quanh nó cũng phải có xơ hóa, có các tổn thương phế nang khác kèm theo. Đấy, nên là thứ hai là ở lao thì các cái hạch lao nó cũng không thể to được như thế này, không có trường hợp nào mà hạch lao to đến mức như thế này, nên là cũng không nghĩ đến lao. Tiếp đến thì vị trí của tổn thương thủy giữa cũng không phải là cái ưu tiên để có tổn thương lao xuất hiện. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Linh. Tiếp theo thì xin ý kiến của bác sĩ Hằng, chuyên ngành về hô hấp. Thì các thầy cô có thể đánh giá là có các cái tổn thương khối u tại phổi và hạch. Tuy nhiên về mặt lâm sàng để mà chẩn đoán được các cái căn nguyên, ví dụ như lao phổi hay là ung thư phổi, thì chúng em vẫn cần có các cái bằng chứng về phối hợp thêm ngoài cái hình ảnh các xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh, giúp gọi là định hướng các cái căn nguyên. Thì chúng em vẫn phải làm các cái thăm dò để mang tính tìm đủ các cái bằng, để tìm bằng chứng về vi sinh, ví dụ để loại trừ bệnh lao, ví dụ như là lấy đờm làm xét nghiệm tìm lao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nhân này có hạch ngoại vi thì chúng ta sẽ ưu tiên việc làm các cái thăm dò chẩn đoán từ hạch ngoại vi, chuẩn vàng cho chẩn đoán kể cả lao hay là ung thư. Cái thứ hai là từ các cái dịch của hạch, khi mà chúng ta lấy ra chúng ta có thể phết lam để nhuộm soi AFB để cũng tìm để làm các cái chẩn đoán loại trừ bệnh lao cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp nếu như mà tiếp cận từ hạch là cái thăm dò chẩn đoán, tiến hành tiếp các cái thăm dò tiếp theo, ở đây là nội soi phế quản chẩn đoán. Trong cái dịch rửa trong cái việc làm nội bệnh nhân nếu như có tổn thương nghi ngờ thì chúng em cũng có thể tiến hành sinh thiết trong lòng đường thở. Và nếu như xét nghiệm từ các cái dịch phế quản và sinh thiết trong lòng phế quản mà âm tính như là bệnh nhân này mà chúng em vẫn được thực hành hàng ngày. Đã, em xin hết. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hằng. Xin hỏi là bệnh viện ở đầu cầu Bắc Quang thì các bạn chắc là các cái xét nghiệm về bóc hạch, sinh thiết hạch ấy, thì các bạn chắc những cái hạch ngoại vi thì các bạn có làm được hay không? Báo cáo cô là em làm được. À thế thì tốt quá. Các bạn có sờ thấy được các cái hạch ở vùng thượng đòn và hạch ở vùng nách như là tiến sĩ Linh đã mô tả cho các bạn hay không? Hạch nách là có. Thế thì đấy cũng là một trong các cái mà nếu mà các bạn làm được thì nó rất là tốt đấy. Hơn nữa là bệnh nhân này bệnh nhân nữ nữa, thì các cái ngoài tổn thương ở phổi nữa thì các em cũng phải chú ý tới vú. Các em có siêu âm vú và chụp vú cho bệnh nhân không? Dạ, cái đấy thì em chưa được làm. Thì sau cái buổi hội chẩn này thì em sẽ cho làm. Thì một bệnh nhân 48 tuổi và hạch nách nhiều như thế thì các em vẫn phải chú ý tới cả vú cho bệnh nhân nữa. Đấy. Tiếp theo nữa thì xin ý kiến của bác sĩ Tị về chuyên ngành ung biếu ạ. Dạ vâng, xin kính thưa cô Nga, cũng thưa toàn thể quý đồng nghiệp và đầu cầu bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang. Thì mình xem hồ sơ bệnh nhân này thì mình thấy bệnh nhân này cũng triệu chứng, nếu thực sự là tổn thương phổi, u phổi ác tính thì thực sự là cũng khá là điển hình về tổn thương phổi, mà giai đoạn như này thì nó không có bất cứ một triệu chứng gì mà đường hô hấp, và chỉ có mỗi một dấu hiệu yếu tố nguy cơ, đó là bệnh nhân có chồng là hút thuốc lá.
Thì hút thuốc lá khi hít phải khói khói thuốc của người trong một gia đình là hiện trạng đó còn là cái hút thuốc lá thụ động. Thì cái sự độc hại cũng tương đương với chuyện người được hút thuốc lá chủ động. Và thế này mình có thấy một cái xét nghiệm cúm máu thì mình thấy chắc là các bạn làm từ trước khi bị mổ bị thừa đúng không? Mình thấy cái bạch cầu từ hai mấy nghìn chắc là mổ trước khi bị thừa đúng không? Báo cáo thầy là bệnh nhân này phát hiện u phổi vì là tình cờ vào viện vì đau bụng mổ ruột thừa đó, nên là chắc là cái bạch cầu xét nghiệm là do viêm ruột thừa nên bạch cầu tăng. Còn bệnh Rồi, nhân không có triệu chứng gì của hô hấp mà chưa đi khám sức khỏe bao giờ. ok. Ông giống vẻ lao nhiều lắm và khá là giống một tổn thương của u phổi và khả năng nhiều u phổi ác tính. Và ngoài ra thì cái ung u phổi thì ngoài câu chuyện là có thể di căn hạch trung thất thì còn có thể di căn hạch thượng đòn. Và ngoài ra có một số tình huống rất hãn hữu có thể có di căn hạch lách hai bên nữa. Tuy nhiên thì thông thường nếu ung thư vú có gặp thì chỉ gặp một bên thôi, rất hiếm khi gặp hai bên. Và gặp hai bên thì thường nó gặp hai bên thì thường tổn thương thôi, hoàn toàn có thể phát hiện được các tổn thương vú mà nếu chúng có di căn hạch lách. Và thì ưu tiên hàng đầu đối với u phổi thì bao giờ cũng là sinh thiết hạch thượng đòn, bởi vì cái vùng khi là chúng ta sẽ bắt phải những hạch viêm và sẽ bị sai đi. Và nếu như bệnh nhân này mà ung thư phổi giai đoạn mà khá nhiều di căn nhiều hạch như thế này, nếu chúng ta bắt được cái tổn thương đó là di căn của ung thư biểu mô tuyến thì đôi khi có thể dùng các biện pháp điều trị đích trên cơ sở nào bệnh nhân nào có đột biến gen. Đấy, nhưng cái câu chuyện đó thì chắc các bạn phải mang lên trên cơ tuyến trên mới làm được kia xạ rồi chứ không thể phẫu thuật được. Mời xin ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Các bạn nên tìm các cái nguyên nhân mà mình chữa được nó lành tính trước đã. Đấy, cụ thể bệnh nhân này thì các bạn vẫn nên loại trừ lao. Đấy. Và các cái nguyên nhân lành tính khác. Cái lanh phôm không? Bệnh lanh phôm nữa không? Dạ em thưa cô thì trên hình ảnh phim như trên thì ít nghĩ đến lanh phôm nhiều hơn quá, vì lanh phôm thì ít khi biểu hiện con khác ngoài hệ bạch huyết như là phổi hay là tổn thương khác. Rồi, cảm ơn bác. Chống hạch thì tốt quá, vì cái đấy nó cũng thường tổn thương cả phổi cả hạch. Còn tiếp theo nữa, mà không phải nữa thì sẽ phải soi phế quản, và các bạn sẽ làm các cái thăm dò về trong dịch phế quản như là bác sĩ Hằng đã chia sẻ, và thật là ung thư. Đấy. Thì bao giờ các bạn cũng phải nghĩ tới các cái bệnh lành tính trước đã, và đến các cái bệnh loại trừ được một cách cẩn thận rồi thì sang đến các bệnh ác tính thì chúng ta cũng phải hướng tới tìm các cái bệnh mà ác tính, cái phần mà cô nghĩ là các bạn cũng 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 cần phải làm thêm. Nếu những cái phần nào mà các bạn làm được thì các bạn về mặt mà khi các bạn mà đã sinh thiết hạch ra rồi thì các cái phần lam các bạn nếu mà đọc chưa cẩn thận cho bệnh nhân trước khi mà mình quyết định cho bệnh nhân là bệnh về 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 ác tính. Các bạn có ý kiến gì nữa không? Dạ không ạ, em xin cảm ơn các quý thầy cô ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ chuyển